Chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn có phần mô chi hình mầm cây. Đầu tiên mình sẽ móc vào đây là 6 mũi lên cho vòng tròn ma thuật. Mình sẽ móc tăng lên 6 hàng. Sau đó mình sẽ đổi dạng lên màu nâu, móc vào đây cho mình là các mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ móc vào cạnh ngoài của nó, móc vào đây cho mình là 3 mũi móc xích và 1 mũi móc trượt. Mình sẽ móc phần tóc. Tóc mình sẽ móc vào đây là 6 mũi lên cho vòng tròn ma thuật và 10 mũi lên cho vòng tròn ma thuật. Mình sẽ gắn các phần vào với nhau và lấy phần len màu xanh lá cây, móc về cho mình là 7 mũi móc xích, móc 1 mũi móc trượt, 1 mũi móc đơn và 1 mũi móc trượt. Mình sẽ lặp lại được phần cây mầm như thế này. Và len mình sử dụng đây là len cotton. Nếu bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share, một subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một cọng len màu xanh lá cây, một cọng len màu trắng, một cọng len màu nâu nhạt, một cọng len màu nâu đậm, một cây kéo, một cây móc và một cây kim. Mình sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Móc vào đây cho mình 6 mũi móc đơn. Móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào đây cho mình 2 mũi móc đơn cùng một chân.
Tiếp theo mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn và 3 chân mũi. Chân mũi thứ tư mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn và cùng một chân. Sau đó mình sẽ lặp lại tương tự như thế đến hết hàng.
Mình chiến thắng vòng tròn ma thuật. Ông có thể cho mình mời mỗi một đơn không? Ở đây thì mình chỉ móc vào đây xong mỗi móc đơn thôi. Sau đó mình sẽ lấy sợi dây màu xanh lá cây. Cho mình với một chuột, một đơn. Một chuột. Từ đó mình sẽ khâu mắt vào cho nó.
Đây là thành phẩm mà mình muốn bóc xong, một phần mochi mầm cây đất. Đây là mặt thành trước và đây là mặt thành sau.